Chào mừng các bạn trở lại với kênh của tôi ha. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một đoạn về trong bộ lễ Seraphim ha, một đoạn trong Kinh Thương Xót. Và tôi đã làm cả một bộ lễ Seraphim ở trên dàn dây rồi ha, thậm chí là trên piano. Và hôm nay thì tôi sẽ làm một kiểu hòa âm mới, nhẹ nhàng theo một cái phong cách nhạc nhẹ hơn ha, để cho rất nhiều tất cả các bạn có muốn tôi hướng dẫn cái kiểu hòa âm như thế này. Nó cũng là một cái cách mà các bạn có thể đệm mà nó trong trẻo hơn và nghe cũng rất là sâu lắng, bởi vì thương mà Kinh Thương Xót giống như mình xin đó. Cho nên là cũng là một cái kiểu các bạn ha. Thì đương nhiên thì anh chị thích chơi electron thì các bạn có thể sử dụng cái bộ dây, cái mà cái clip mà tôi để trên kênh á là hướng dẫn về bộ dây này ha, chơi dàn dây organ hoặc là ở trên piano ha. Đó. Và hôm nay một cũng kiểu trên piano nhưng mà hòa âm nó sẽ nghe nó trong trẻo hơn, theo một cái phong cách khác hơn ha. Thì giai điệu như thế này các bạn này. Xin Chúa thương xót chúng con. Thấy không? Thế thì ở đây tôi sẽ vào một hợp âm, đó chính là hợp âm đầu tiên, tại vì mới vào cho nên cần phải sâu lắng. Thì tôi sử dụng một hợp âm ở đây, đó chính là si giáng, mà là sớt hai các bạn ha. Đó các bạn này, nè nốt đô này, nari ta ra ti ta. Tôi toàn bộ dùng bằng sớt hết. Đây là tôi dùng là đô 7 mà sớt 4. Đó, tôi ghi là sớt 4 S4 các bạn nha, để cho các bạn dễ dùng, bởi vì cái phạm vi nó hơi nhỏ quá, tôi cũng ngòi bút viết rộng. Tôi dùng là đô 7 sớt 4 các bạn này. Đó. Và tôi về pha sớt 2. Các bạn thế này. Na ra na ra ra ti ta. Đó. Và tôi dẫn một hợp âm đây, đó chính là về hợp âm đô bass mi. Đó. Tại sao tôi dùng sớt 2 các bạn này? Tại sớt 2 các bạn biết rồi là nó sẽ không có nốt bậc 3, nó cảm giác rất là chơi vơi. Đó, cảm giác chơi vơi xa xăm làm cho người ta hướng được lên trên nhiều hơn. Và các bạn chỉ cần đệm rất là đơn giản, hoặc thậm chí các bạn giải nốt này. Nari ta ti ta. Bạn thấy không? Nghe cũng rất là dễ nghe. Tại khi mà các bạn dùng đến đi si giáng trưởng này thì lại không ngay. Đó, thấy không? Cái màu sớt hay sớt hai nó rất là thú vị. Sớt hai sớt bốn nó đều không có nốt bậc ba, nó rất là chơi vơi, nó làm cho người ta cảm thấy nghĩ rất là xa, xa xôi, xa xăm và hướng lên trên đó. Ti ta ti ta thì nó giai điệu là nốt la này. Đó, thì chơi sớt hai bạn thấy không? Này, ở trường hợp này tôi xếp sớt hai ở vị trí này. Nè, rất là trong trẻo ha. Tiếp tục na đi ra ra đi gọi là hai câu giống hệt nhau. Đầu trên cái đoạn trên các bạn có thể đánh cao lên được này. Na đi ta ra đi ta na ra ta ra ta đi ra đi ra ra ra. Đoạn này rên lên đều lên tí nữa, tôi đoạn tôi dùng vào rê thứ bảy này, ti đa ti đa. Đó, tôi vào la thứ bát đô, ti đa ta, tôi dùng si giáng. Đó, tam giác bảy về đô bát si giáng. Đó, xong tôi dẫn về la thứ bảy, hai câu nhắc đi nhắc lại làm hai lần, bạn hãy thử nhé. Ta đi ra đi ra ra đi ra đi đi ra đi ra 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 ra. Nếu các bạn muốn thì đoạn thứ hai này các bạn có thể làm hợp âm là thay đổi đi. Đoạn đầu tiên này, đi ra đi ra đi ra ta ra đi. Đó. Đi ra đi ta ra. Đó.
đoạn 2 các bạn có thể thay đổi hòa âm thì cũng được ha. Nó nghe nó khá là thú vị. Tôi làm lại ha. Na da. Đó, các bạn thấy không? Rất là chơi vơi. Ti da ti ta. Ti da ti ta. Đó, thế thì đấy là cái đoạn thứ nhất nhé. Còn đoạn thứ hai thì các bạn có thể vào đây này. Cái đoạn là ta thi ta ra ra ta thi ta thi. Wow. Thì ở đây các bạn có thể về hợp âm ở dưới. Lần thứ hai các bạn có thể sử dụng hợp âm si thứ 7 trừ 5. Đó. Xong về mi thứ 7 trừ 5. Xong các bạn về la 7. Các bạn nghe thử nhé. Ti ra ra ti ra ra ti ra ti. Cột 1. Cột 2. Ti ra ra ti ra ra ti. Si thứ 7 trừ 5. Ta ra ti. Ti ra ti ra ti ta. Wow ha. Thế đi tiếp thì tôi sẽ vào hòa âm là re thứ 7. Chỗ này nốt đô là bậc 7 của re thứ 7. Và tôi sử dụng là đô sus 2. Các bạn nhé, tôi nhìn là đô sus 2 này. Mà bát mi về pha tam giác 79. Rất là thú vị đoạn này. Màu rất là sang trọng. Các bạn thấy không? Ta ti ta ti ta ti ra. Wow. Cái đoạn này tôi sử dụng hòa âm là son trường. Đó, xong về la 7. Xong rồi về re. Đó, tôi sử dụng công thức 4-5-1 của re này. Đó, re 7 ha. Ta ti ta ta ti ta. Cái nốt nốt la này thì nó sẽ là bậc 9 của son ha, son 9. Ta ti ta ti. Son này là bậc 7 này. Ti ti ti. Đó, các bạn thấy không? Khá là thú vị ha. Rồi bây giờ tôi sẽ làm hết từ đầu cho đến đó nhé. Nào. Đấy cũng là một cách ha, để giúp cho các bạn đa dạng hơn trong cái phần đệm của mình. Tại vì đôi khi bộ lễ là sườn của thánh lễ ha, sẽ giúp cho các bạn có những cái phong cách đệm khác nhau. Trên đàn piano điện các bạn có thể sử dụng đấy. Ngoài việc là electron, ví dụ hai cây chơi với nhau thì electron sẽ chơi string, organ hoặc là không thơ bay. Còn piano chơi những nốt sớt màu sớt 2, sớt 4 rất là đẹp. Những cái màu sớt tôi nói là không có bậc 3 rất là đẹp ha. Nghe rất là thích. Đó. Và có rất nhiều các bạn học viên của tôi thì cũng có nhắn tin về là thầy ơi em cũng học rất là nhiều nơi rồi, em cũng học mà rất nhiều các nội dung, mua sách nhiều rồi về mà em chưa có được những cái màu sắc để thay đổi về cách đệm ha. Thì cũng có các bạn đã học các cái khóa học của tôi thì đã nhắn tin về thầy, nhờ thầy mà khóa học của thầy mà em đã tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đáng lẽ những cái kiến thức này em phải biết cách đây vài năm khi mà em mới bắt đầu học đó, mà bây giờ mới biết được. Các bạn thấy chưa, có những cái kiến thức mà chúng ta phải mất 3 năm các bạn nha. Nếu mà chúng ta không học được học hệ thống ngay từ đầu, học cóp nhặt nó sẽ mất thời gian của các bạn rất là nhiều. 3 năm các bạn biết là nhiều khi tiền thời gian nào mà nhiều khi mà chúng ta không thể mua lại được, đúng không nào? Rất là phí. Có rất nhiều các bạn mà học sai thì sửa lại cũng rất là cực. Bởi vì tôi cũng hướng dẫn rất rất nhiều các bạn học viên ở khắp nơi, ở cũng rất nhiều các quốc gia khác nhau. Các bạn ấy cũng học mà đôi khi cứ tiết kiệm là học cóp nhặt chỗ này chỗ kia một xíu, thế là nó không được hệ thống
mất rất nhiều thời gian, mà đôi khi nâng cao lên một xíu thì không biết cách làm sao cả. Đó, thì các bạn hãy nên được 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 học hệ thống ngay từ đầu ha. À, vừa các cái kiến thức đó nó sẽ giúp cho các bạn rất rất nhiều. Thậm chí các bạn chơi rồi thì sau này các bạn có hướng dẫn lại người khác thì các bạn hướng dẫn đúng ngay từ đầu, thì giúp cho họ cũng tiết kiệm được thời gian rất là nhiều ha. Thì tất cả những nội dung khoa học các bạn thể vào website haipiano.com hoặc là email cho tôi để email và số điện thoại trên phần mô tả ha. Và cái cách học thì rất là ưu việt, là mỗi một bài tôi đều có giáo trình file PDF cộng một clip hướng dẫn đi kèm ha. Đó, thì các bạn bận sáng thì trưa các bạn học, tối đêm các bạn đeo tai phone các bạn học. Đó, thì tôi hướng dẫn đâu các bạn thực hành đến đó. Thế nào là sơ thai? Đó. 9, 11, 13, câu lót câu dẫn. Đó. Vân vân. Đó, hay là chơi bộ dây thì mà tôi có vào âm bốn bè bộ dây. À, và đàn organ cho đàn electron, hoặc là chơi trên đàn piano điện cho có tiếng string các bạn chơi. Khi mà chơi bốn bè các bạn chơi sao, organ đánh sao. Tôi có để đầy đủ hết tất cả các khoa học cho các bạn, thứ cơ bản đến chuyên sâu, giúp các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian ha. Đó. Thì các bạn có quan tâm thì có thể vào website haipiano.com, tôi sẽ để nội dung hoặc email cho tôi để email và số điện thoại trên phần mô tả. Và các bạn muốn tôi hướng dẫn bài cái gì cũng có thể comment cho tôi ha, tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.